Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên quảng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong quá trình làm những video trước của kênh, Dynoman nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về Megalosaurus, một cái tên đặc biệt quan trọng trong lịch sử nghiên cứu về khủng long, dù có thể nó không nổi tiếng bằng T-Rex, Spinosaurus hay Giganotosaurus. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Megalosaurus, thanh niên ngủ ngày cày đêm được nhiều game thủ yêu thích trong Ark cũng như so sánh phiên bản game với những hiểu biết thực tế của chúng ta về Megalosaurus nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Megalosaurus, một con khủng long ăn mặn với kích thước cỡ trung bình và chắc chắn là nó không thể so sánh với những con khủng long ăn mặn khổng lồ như Giganotosaurus hay Carcharodontosaurus. Nhưng như đã nói thì kích thước không phải là tất cả, và Megalosaurus cũng được nhà sản xuất ưu ái cho những lợi thế nhất định để các game thủ có thể phát huy. Không giống như hầu hết các khủng long chân thú trong game khác, Megalosaurus thích chui hang và sống về đêm là chính. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, nó sẽ tìm một nơi không có ai quấy rầy để có thể ngủ một giấc ngon lành. Nếu mà thử quấy rối nó trong lúc đang ngủ, sự phản đối của con khủng long này cũng khá chậm chạp, không được mạnh mẽ cho lắm. Vì thế, việc phần thục Megalosaurus vào ban ngày khá dễ dàng. Tuy nhiên, về đêm con khủng long này như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Nó mạnh mẽ hơn, nén đòn tốt hơn, thể lực dài hơn và tấn công chính xác hơn, vân vân và mây mây. Mắt nó trong đêm còn phát sáng trong ngầu lòi và hết sức đáng sợ. Không chỉ vậy, nó còn sở hữu một ngón đòn hết sức độc địa là cắn và giữ con mồi trong hàm của mình cực kỳ chặt và có thể từ từ nhá con mồi đến chết mà không thể phản kháng. Chỉ có những sinh vật lớn hơn mới có hy vọng thoát ra khỏi hàm của Megalosaurus. Tuyệt chiêu này sẽ tạo ra những cảnh tượng hơi điêu là Megalosaurus sẽ chạy loang quang với con mồi quá khổ trong miệng thay vì đáng sợ như lời của nhà làm game. Vậy thì Megalosaurus trong game so với những gì chúng ta biết về Megalosaurus trên thực tế sẽ như thế nào? Megalosaurus chính là danh pháp khủng long đầu tiên được đặt cho những hóa thạch có niên đại khoảng 166 triệu năm, được tìm thấy tại Anh vào năm 1824, trước khi cả thuật ngữ dinosaur ra đời vào năm 1842. Ban đầu thì người đặt tên cho nó là William Buckland nghĩ rằng đây là hóa thạch của một loài bò sát giống cá sấu khổng lồ, và trong những hình phục dựng đầu tiên thì Megalosaurus được thể hiện đúng như vậy, nhìn khá là a đuôi so với những hình tượng khủng long ngày nay. Vậy theo thời gian thì khi hiểu biết của con người về khủng long tăng lên, hình tượng Megalosaurus mới được thay đổi dần dần, giống những gì chúng ta biết về khủng long chân thú như bây giờ. Và năm nay chính là năm chúng ta kỷ niệm 200 năm Megalosaurus được đặt tên, từ năm 1824 đến năm 2024. Trong khi chi Megalosaurus trong khoa học chỉ gồm một loài duy nhất, được đặt tên là Megalosaurus Bucklandi, theo tên của người đã đặt tên cho chi này, William Buckland, thì Megalosaurus trong game lại có danh pháp giả tưởng là Megalosaurus Nocturnominus. Nocturnominus trong tiếng Latin có nghĩa là thống trị về đêm, một cái tên đã nói lên quá rõ đặc điểm nổi trội của con khủng long này trong game. Có một điều những người yêu thích Megalosaurus cần biết, đó là danh pháp này mặc dù đã xuất hiện được 200 năm, nhưng việc tìm hiểu cụ thể về nó vẫn hết sức khó khăn bởi những hóa thạch của Megalosaurus rất hạn chế và không đủ thành phần để phục dựng thành một bộ xương hoàn chỉnh. Nhiều đặc điểm về sinh lý học và sinh thái học của Megalosaurus vẫn còn đang nằm trong suy đoán của các nhà khoa học thay vì những sự thật đã được xác minh 100%. Về mặt kích thước, từ những gì thu được, các nhà khoa học ước tính Megalosaurus khi còn sống có thể đạt chiều dài từ 6 đến 8 mét và cân nặng từ 700 kg cho đến hơn 1 tấn. Theo xu hướng chung của game, Megalosaurus trong Ark được nâng chiều dài lên đến 12 mét, gấp đôi phiên bản đời thực và có thể dài chỉ kém một chút so với những con theropod lớn nhất ngoài đời như T-Rex hay Giganotosaurus. Về mặt ngoại hình, trong khi trên thực tế chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về ngoại hình của Megalosaurus, ngoài việc chúng sở hữu body cơ bản của một con theropod như di chuyển bằng hai chân, thân nằm ngang được cân bằng bởi cái đuôi dài cũng nằm ngang, chi sau dài và lực lưỡng, mỗi bàn chân có ba ngón chân lớn quay về phía trước chống chịu sức nặng của cơ thể, chi trước tương đối ngắn và có ba ngón với móng vuốt sắc nhọn, đủ để gây những đòn cào với sát thương đáng kể cho đối phương. Hộp sọ của chúng tương đối dài và khá hẹp, hàm gồm những chiếc răng nhọn và cong như dao găm, cực kỳ hiệu quả trong việc xé thịt con mồi. Megalosaurus trong game gần như tái hiện được toàn bộ những đặc điểm này, nhưng bổ sung thêm lông vũ ở đỉnh đầu và lưng, điều mà các nhà cổ sinh học tuy nghi ngờ nhưng không thể chắc chắn là Megalosaurus có hay là không có. Ngoài ra thì hàm của Megalosaurus cũng không phù hợp với việc giữ chặt những con mồi lớn và thả đi thả lại như trong game. Vậy thì Megalosaurus trong thực tế có ngủ ngày cày đêm như Megalosaurus trong game hay không? Liệu nó có sở hữu những đặc điểm thích nghi giúp nó săn mồi tốt trong bóng tối hay không? Điều này thì các nhà khoa học không thể khẳng định hay bác bỏ, bởi chúng ta vẫn chưa có một hộp sọ Megalosaurus hoàn chỉnh để nghiên cứu. Đây có thể là một sáng tạo của nhà làm game hay là dựa trên dữ liệu hóa thạch, bởi nếu săn mồi ban ngày thì Megalosaurus trong Ark có quá nhiều đối thủ hùng mạnh để cạnh tranh. Vì thế họ đã quyết định biến nó thành loài săn đêm để tránh sự cạnh tranh.
Trong thực tế thì dựa vào kích thước cũng như các loài sinh vật khác cùng niên đại và môi trường với Megalosaurus, các nhà cổ sinh học tin rằng Megalosaurus hoàn toàn có thể giữ vai trò động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, vì thế nó sẽ không cần phải chuyển qua săn mồi về đêm để tránh sự cạnh tranh với các giống loài khác. Nói gì thì nói, trong một game mà nhà sản xuất cố gắng đưa vào nhiều loài khủng long để thỏa mãn tinh thần khảo cổ của game thủ, thì việc thay đổi về ngoại hình, đặc điểm, khả năng là chuyện hết sức bình thường. Dù thế nào đi nữa thì Megalosaurus vẫn là một sinh vật rất mạnh mẽ và được nhiều bạn yêu thích. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.